shopfurygaming.com, shop bán acc Free Fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc Free Fire VIP uy tín, chất lượng. Hey, xin chào các bạn, đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bismin đại chiến. Thì trong tập ngày hôm nay mình khá là may mắn luôn, khi mà mới vào tập thôi đã gặp được cái ông Mourinho rồi. Thì để ủng hộ làm tiếp á, các bạn đừng quên bấm lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành học chiêu từ cái ông Mourinho này nha các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn. Chúng ta có thể học được cái chiêu chuẩn nè. Và mình sẽ học cái chiêu Phone Sweep cho cái con hỏa ngục nào đó của mình. Đâu rồi? À đây, Hasselrod hỏa ngục các bạn ơi. Mình sẽ học Phone Sweep cho nó nha. Ui xịn sò chuẩn à. Đây Phone Sweep đây các bạn ơi. Ui không ngờ mình gặp được cái ông Mourinho này luôn đó các bạn ơi. Quá là xịn sò luôn nè. Mình sẽ học Outrest cho cái con Hasselrod này nha các bạn ơi. Ui đây là một chiêu rất là mạnh của em này luôn đó. Outrest này các bạn ơi. Chúng ta có thể thay cái chiêu Assurance này nè. Ngon vậy. Và mình có thể học luôn Dragon Claw, Dragon Bull, Dragon Ray. Chắc mình sẽ thay Dragon Ray quá. Coi thử mình còn chiêu nào cần học nữa nha các bạn. Ui hình như là hết rồi đó. À chiêu Slash này được không ta? Thôi kệ, khỏi học Slash đi. Chắc mình sẽ tiến hành cho em Hasselrod này lên cấp luôn nha các bạn ơi. Cho nó mau mạnh nữa. Ôi nó học được Sorden nè, nhưng mà mình sẽ hủy chiêu này đi. Ui ngoài kia có một em boss Epson nè các bạn. Nhưng mà mình đã có Mega của em rồi. Ui và chúng ta đã có được Hasselrod level 56 rồi đó. Phía này chúng ta có được một em Chamber siêu tí hon luôn. mình sẽ lại học các cái chiêu khác cho Latias luôn đi ha. Dragon Bull nè bạn ơi, ngon vãi chưởng ạ. Còn chiêu nào nữa không? Dragon Grid. Chúng ta còn chiêu Gen Headbush này nữa nè. Recover dùng để hồi lại máu. Mình sẽ học lại cho nó luôn đi ha. Ơi xịn vãi chưởng luôn các bạn ơi. Thử mình còn có chiêu nào gây được sát thương nữa không ta? Chắc mình xài chiêu Misty Bone quá. Thay Fly đi các bạn ơi. Tiếp theo đó mình sẽ học các chiêu khác cho Crowding nè. Ôi có Solar Beam, chiêu này rất là đã luôn các bạn ơi. Mình sẽ thay Ancient Power nha. Ngon lành liền. Còn chiêu nào nữa không? Earth Power. Ui chiêu này cũng được lắm đó. Earthquake. Earthquake đi ha. Thay cái chiêu chiêu gì nè? Chắc thay cái chiêu Rage này quá các bạn ơi. Crowding chắc mình sẽ không cho nó hồi máu đâu. Thôi qua Raikou học tiếp các bạn ơi. Thunder Fan, Extra Sensory. Đây Extra Sensory nè, ta có thể học Thunder Fan cho nó cũng được. Thay cái chiêu Randen này đi. Tự nhiên Raikou mà nó học chiêu gọi mưa làm gì không biết nữa. Đấy, chết rồi, đâu rồi. Đây các bạn ơi, Raikou đây nè. Chúng ta lại học tiếp cái chiêu chiêu gì đây? Discharge. Discharge này chiêu cũng mạnh lắm đó. Hay mình sẽ học Discharge thay Thunder Fan nha các bạn ơi. Còn một chiêu nữa mình sẽ thay đó chính là Run này nè. Mình sẽ thay cái chiêu Bind này nha các bạn ơi. Giờ mình sẽ tiếp tục học chiêu cho NT nha các bạn ơi. Và chắc mình sẽ học cái Sacrifice nè. Đây là chiêu đặc biệt mà chỉ có NT như là HoHo có thể học được nha các bạn. Mình sẽ thay cái chiêu Extra Sensory đi ha. Mình coi còn chiêu nào nữa không ta. Còn cái Lava Bloom này nữa. Còn chiêu nào nữa? Flame Rower, Lava Bloom. Ok bạn ơi, Lava Bloom thì mình sẽ thay cái chiêu Fire Fan này đi ha. Và cái Fishing Lock này thì nó vẫn đang bị lỗi nữa bạn ơi. Khá là buồn luôn. Mình không biết cái cách sửa sao luôn á. Tại vì mình chơi trong server mà. Có thể là lỗi do server rồi bạn à. Chứ mình chơi đơn á thì cái Fishing Lock này nó vẫn hiện các loại cá cho mình. Không biết tập ngày hôm nay chúng ta có đi câu cá được không nữa. Giờ mình sẽ thả tự do trong cái ông Mourinho này nha. Hy vọng mỏng có thể di chuyển được các bạn ơi. Hello bye bye. Cảm ơn rất nhiều nha. Ui xịn sò với chữ các bạn ơi. Và trước khi đi phiêu lưu thì mình sẽ tiến hành mở cái hầm đồ fan tặng nha bạn ơi. Vô trong này chúng ta cùng đón chờ xem nè. Ui và chúng ta được 5 quả Ultra Ball nè. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. 5 quả Summer Ball nữa. Và 5 viên kẹo. Wow quá xịn sò luôn. Mấy viên kẹo này mình sẽ cho em Hasselrod lên cấp luôn các bạn ơi. Mình sẽ tập trung luyện cho em này thôi. Hasselrod của tôi. Mình sẽ đeo cái XP share cho Hasselrod luôn nha các bạn. Ôi mình bây giờ chưa có XP on nữa. Đây chính là Hasselrod hổ ngục của mình nè các bạn ơi. Hỏa ngục. Rồi đang được cấp 61 rồi đó. Ôi có thể cởi được luôn nha. Xịn chưa, xịn chưa.
À, ông chạy đi rồi nè bạn ơi. Trời ơi, nãy giờ chờ đợi khá lâu nên là mấy em boss của mình nó biến mất hết luôn rồi. Để bây giờ mình chiếm trò gì mình troll mấy ông kia đi ha. Ai biểu hôm bữa ông Monster ông giấu đồ của mình các bạn ơi. Ui. Để mình vô nhà ông Tính coi có gì troll không. Alo, alo. Ông Tính không có nhà các bạn ơi. Hello, người hầu hả? Ui, ông Tính có người hầu luôn. Ghê vãi chưởng hả? Wow. Mà tôi đâu phải chủ nhân đâu mà chào bậy bạ vậy vậy. Nhà không được nha. Mình vô hộp đồ không có gì không? Wow. Hôm này có rất là nhiều đồ các bạn ơi. À, đám mega nè. Mấy mình đám mega cũng như là hội quán hả? Hội quán hệ đất, ông đã đánh bại luôn rồi. Ui, mình sẽ giấu hết ba cái thứ này đi nha các bạn ơi. Ồ, cũng như là một viên đá Z của hệ giác đấu các bạn à. Rồi, để mình giấu vô đâu đây? À, mình giấu ở đây đi các bạn ơi. Giấu cái lò này đi. Đây, 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 đây. Mình sẽ giấu hai thứ này vào trong đây nha các bạn. Và để mình coi thử coi. Chúng ta có thể giấu ở chỗ nào nữa ta? Chỗ này không có được. Giấu ở đây đi bạn ơi. Ơi, trời ơi. Nhà ông bị thủng các bạn à. Được được. Mình phải lắp cái cục đất mới vô liền. Trời ơi, nhà bị thủng à. Mình tính chơi kỳ quá nha. Chứ mình xây nhà thủng. Không được, không được các bạn ơi. À đây đây đây, chúng ta có nè. Có chỗ để nè. Đấy các bạn ơi, chúng ta có thể để cái rương chỗ này nè. Thôi mình sẽ giấu hai viên đá mega của ổng vô đây hết nha. Ồ, chắc ông sẽ không biết đâu. Mình hy vọng là cỏ nó sẽ mọc sớm thôi. Ui, nó mọc xong rồi nè các bạn ơi. Đó. À, không ai nói cho ông biết đâu nha. Đừng ai nói nha. Rồi chúng ta đã giấu đồ xong của ông Tính HT rồi. Giờ để mình xuống mình giấu đồ của ông Monster luôn. Vũ xịt bắt đồ ổng luôn. Ai kêu hôm bữa giấu bon của tôi hả? À, trên đây. Trên đây mà làm cái rương trên đây thì chắc ổng cũng không phát hiện đâu bạn ơi. Ok, mình sẽ chế tạo một cái rương thiệt là nhanh nha. Công mấy ổng vô mấy ổng phát hiện là xong đó. Đây 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 đây. À, nhà chỗ này có thủng nóc không? Ủa, nhà bị thủng nóc thiệt các bạn ơi. Nhà ổng bị thủng nóc mới đau chứ. Em sẽ để cái một cái rương chỗ này nha các bạn. Và để mình xuống mình chơm coi ổng có cái gì đáng giá không. Ổng có mấy cái máy vi tính nè, cũng như là khá là nhiều kẹo nha các bạn. Ui, ổng nhiều đồ với trưởng ạ. Ui, kẹo ổng nhiều váy luôn á. Ôi, mình sẽ chơm hết nha các bạn. Thôi, chơm một nửa thôi, mất công để ổng nghi ngờ các bạn ơi. Tự nhiên mình sẽ rải nó lại. Cái máy vi tính như là cái bàn này thì có gì ở đây không? Ui, có kẹo mình giấu trong đây ổng cũng chưa biết luôn. Ui. Đồ mình để trong tủ lạnh ổng biết không ta? Ui, đây nè, rất là nhiều luôn mà ông này không quan tâm thôi các bạn ơi. Ồ, ngon ngon. Không quan tâm, vậy thì giờ để mình giấu cái ca này nha các bạn. Ồ, mình giấu cái ca này đi. Như là cái máy này luôn đi ha. Máy tính tiền của nhà ổng luôn. Máy vi tính này chắc cũng đáng giá đó. Nhưng mà chắc mình sẽ tạm mượn một bên cái quạt của ổng nha các bạn. Ngon lành. Trời ơi, lên trên, lên trên ơi. Trên giấu đồ các bạn ơi. Đây. Ủa, mình sẽ để ở đây hết. Ồ, rất là nhiều đồ đạt lòng luôn nè. Ủa, có cái quạt này nữa hả? Trời ơi, để đồ nhiều quá vậy. Cái quạt thì mình sẽ để riêng ra nha các bạn. Đó, mình sẽ để ở trên đây nè. Chứ ông sẽ không để ý đâu. Trời ơi, nhìn nó hợp lý phải chứ kìa. Nếu mà ông nhìn lên nóc nhà thì ông sẽ biết nha. Đâu rồi. Mà ai đâu nhìn lên nóc nhà làm gì ha? Ta đi vô đây ta nhìn như thế này thôi chứ ai đâu nhìn lên đây. Y vai nữa bạn ơi. Thôi để tập ngày hôm nay mình đi cứu lô coi. Tập ngày hôm nay chắc mình đi câu cá thôi bạn ơi. Và bây giờ mình phải kiếm mấy cái ông officerman để mà cường hóa mấy cái con câu của mình cái đã. Mình mới làm thêm mấy cái good rod này nè. Công thức thì nó rất là dễ thôi. Đây, công thức nó từ ba cái que củ quy lửa, một cái string cũng như là một cái ultra ball thôi nè. Ơi, đi kiếm nó thôi bạn ơi. Ui, có con Bitkey boss đây nè bạn ơi. Để mình hốt nó luôn nha bạn ơi. À, Bitkey hả? Đây, mình sẽ chạy Ray Mega luôn nha. Xài chiêu gì đây ta? Outcrest đi. Chắc chiêu này là nó cũng hẹo luôn rồi đó. Rồi, lên Mega Ray nè bạn ơi. Xíu đẹp luôn. Ui, đã chưa? Ôi, một phát nó chết queo luôn. Cho mình một cái Flame Off nè. Và cũng như một cái lông.
À, mấy cái lông chim này mình cũng có thể tận dụng để mà làm những cái đôi giày nha các bạn ơi. Ôi, mình sẽ còn hai cái lông chim để mà làm được một đôi giày. Vậy chắc mình sẽ đi kiếm thêm một con Bitki nữa nha các bạn ơi. Bitki. Ồ, đây các bạn. Ngon. Rồi, rồi. Bitki, Bitki. À, nó nằm đâu dưới đây luôn bạn. Nó đang tắm nè. Chim mình đem tắm hả? Tắm ướt ướt lông thì sao? Lạnh này nở các bạn ơi. Chúng ta đã có được hai cái lông rồi. Ô, mình có được hai da rồi. Chắc giờ mình sẽ kiếm con Sentret nữa là đủ ha. Ui, đến cái con này mình đã có được hai miếng da các bạn ơi. Mình không cần phải kiếm Sentret như là cái con dọn phân nha các bạn. Sentret đâu rồi? Sentret. Ui, bên đây có một ông trainer thì phải. Ôi, trainer tới cấp 87 luôn nè. Giết ông luôn thôi các bạn ơi. À, hao luôn. Mình bẻ ra mình chơi luôn nha. Xài chiêu sai trick với nó nha bạn. Ôi, phía dưới kia có một con Pokemon gì đó nhỏ xíu à. Như là Pokemon của Takeshi thì phải. Ui, lên Mega hỏa ngục nữa bạn. À, quên. Cái em này thì nó mang dạng bóng tối nên là mình không có tác dụng được. Xài chiêu hệ rồng đi. Ồ, vậy mới nhanh nè. À, Growlithe nữa. Growlithe, ngậm cửa tỏi luôn. Ồ, hồi nãy thì mình có một đánh một em boss á và nó cho mình một cái Scandi cái size S nha bạn. Chứ mình sẽ cho Haxorus lên luôn nha. Trời ơi, được 800 kinh nghiệm đó bạn ơi. Thôi, để bây giờ mình trở về nhà đi. À, dưới đây có một ông Officerman nữa bạn. Wow, chầu xíu là ổng xuất hiện liền. Ngon vãi chưởng ạ. Nãy mình có chế tạo được ba cái con câu. Đó. Đâu rồi, đâu rồi. Ba cái good rod đó bạn ơi. Để mình xuống đây mình cho ổng cường hóa thử coi. Một cái rồi nè. Hai cái, ba cái và chúng ta có được. Ui, toàn là standard good rod thôi. Chán vậy. Hơn mình có mang theo mấy cái Urod đó, Supreme Urod nè bạn ơi. Rồi, mình sẽ xuống đây mình câu luôn nha. Thế chúng ta lại được những dạng Magic Cap nào nữa nha bạn ơi. Ui, mình ra cái con Magic Cap màu hồng nè. Cũng ngon. Chắc bắt nó luôn Whitbon thử coi. Mình không biết cái em màu hồng này mình đã có chưa nữa. Trời ơi, tại vì nó có khá là nhiều loại Magic Cap luôn. Mình lại bị lỗi cái Fishing Lock nè. Ui, hơi buồn nha. Giờ phải kiểm tra cái em màu hồng này thôi bạn ơi. Ờ, con màu hồng đâu rồi? Đây các bạn ơi. À, hai con này nó có giống nhau không ta? Chúng ta cùng coi thử nha. Đây các bạn ơi, hai màu hồng. À, trong đây á, nó cũng có phân màu cho Magic Card nữa. Ồ, có rất là nhiều màu luôn. Ôi, bên kia lại có thêm một ông Officerman nữa các bạn ơi. Ngon lành vậy. Đó, con màu hồng này hình như mình đã có rồi phải không? Ui, mình đã có rồi bạn ơi. Hai con y chang nè. Ui, câu bị trùng rồi. Trùng với mình sẽ bỏ qua cái trang khác đi ha. À, mình lại thêm một con Magic Cap khác bạn ơi. Ba con này nó bị đốm ngay mặt luôn. Giờ bắt nó luôn một Whitbon nè. À, em này bị đốm bạn ơi. Cũng ngon lành. Tụm nó luôn nha. Hy vọng là em này mình chưa có. Mình câu tầm 5 dạng đặc biệt đi. Rồi mình sẽ kiểm tra nó sau nha bạn. Em này mình đã có chưa ta? Đây, màu hồng đúng không? Màu hồng nữa bạn ơi. Chúng ta cùng so sánh hết ba em màu hồng luôn. Trời ơi. Wow, cá màu hồng bạn ơi. Đây, một màu hồng khác nè. Hai màu hồng khác. Ủa, khác không? Ủa, đâu khác đâu. Hả? Với chân nhau mà. Đây, một em màu hồng nè. Hai em màu hồng. Ui, hai em này y chang nhau rồi. Và thêm ba em màu hồng luôn. Ui, em màu hồng này thì không có bị đốm. À, mình phải bị dư một con nữa bạn ơi. Đây là Magic Cup mình chưa có nè. Lụm nó luôn, quên Whitbon nha. Em này thì cá bị bạch tạng và chảy máu mình. Cũng như nó cũng bị chảy máu đầu nữa. Đây là Magic Cup live giữa con bạch tạng và một con bình thường thì phải. À, em này thì đảm bảo chưa có rồi bạn ơi. Nhìn nè, xịn xò chưa. Ui, con này bị ai đánh mà sao nó chảy máu bê bét hết mình đó vậy. Ui, nó bị ai đánh đó các bạn ơi. Wow, này chúng ta lại được con Magic Cup. Và con này là màu đỏ hả. À, dùng luôn Whitbon các bạn ơi. Đây là em màu đỏ chứ không phải em màu hồng đâu nha. Đó, hàng xịn đó. Bắt rất là dễ đó bạn ơi, xịn liền. À, đâu rồi, mấy màu đỏ của tôi. Lấy ra coi hết đó bạn ơi. Không là bị trùng đó. Em này với lại em này giống nhau không? À, khác nhau hơn quá. Khác nhau rồi. Em này, à, khác nhau luôn, sướng vậy.
Khu này đông vui vãi chưởng luôn đó. À Magic Cup ơi, Magic Cup xương cá bạn ơi. Đó rồi, mình bấm lộn Liverpool rồi, không biết có thành công không nữa. Đây Magic Cup xương cá của mình. Nhìn rất là xịn sò nha. Đây em này thì đảm bảo là không có trùng lặp đâu. Ủa nhìn em nè bạn. Trời ơi, cái em cá giải đành đạch, chưa gì mà nó lòi cả xương ở đây thì thôi rồi. Chắc mình phải giải phóng cho nó mới được. Rồi, xong dạng thứ 12 nha bạn ơi, ráng 3 dạng nữa thôi. Ui đấy bạn ơi, mình coi được main Magic Cup nào nữa nè. Cái em sọc này mình đã có chưa ta? Ôi, đây là cái sọc khá là lạ quắc đây. Thế mình sẽ bắt nó luôn nha. Hy vọng là mình chưa có. Ngon lành canh đào, lượm nó thôi. Thêm một em nữa rồi. Đó, hàng mới đó các bạn ơi. Hai em, đây là sọc khác nè bạn ơi. Và ba em. Ôi. Ủa, để mình coi hai con này giống nhau không đã. Ui may quá bạn ơi, mấy cái con đó nó không có giống nhau. Hên vãi chưởng luôn đó. Rồi, rất là ngon lành cành đào rồi. Chúng ta đã được bao nhiêu rồi? 14 em Magic Cup. 14 dạng đặc biệt của Magic Cup rồi đó. Ui phía bên này có một em Farfetch Shiny nè bạn ơi. Wow, nó cũng rất là xịn sò nha. Ui mình đâu có đeo cái Shiny Lure đâu mà mình gặp được ẻm nè, cũng rất là hên luôn. À quên, chúng ta phải đánh bằng cái con Haxorus này nè, để cho nó còn một máu chứ. Tại vì mình có Phone Sweep mà. Ai cấu máu mày nha con. Ui đây là em vịt cầm củ hành nè bạn ơi. Em này mà cho vô nồi là hết sảy luôn. Đây đây đây. Ui mình không có cấu được Phone Sweep lại cái nữa. Rồi nó lại còn một máu nữa bạn ơi. Giờ thì mình sẽ xài cái quả Whip Ball trước nha. Ơi ơi, cái gì vậy, bấm lộn Dai Ball rồi. Trời ơi tay nhanh hơn não rồi bạn ơi. Để nó chậm chậm lại coi. Nói chứ cái con chuột của mình đó, nó đã bị double click đó bạn ơi. Chờ xài Whip Ball nè. Ui có em Magic Cup nó spawn đó kìa. Ui Whip Ball không thành công rồi. Rồi mình đã mất lượt rồi đó. Giờ qua cái quả khác đi, bốn cái ball chẳng hạn. Ở bên mình có nhiều mà, cứ xài cho thoải mái đi. Tiếc làm gì không biết nữa. Yes, và chúng ta đã bắt được ẻm nữa bạn ơi. Đây, em vịt này shiny luôn. Ơi, nhìn màu nó khác bọt hẳn luôn ha. Màu nó giống như sắp chín quá vậy. À, phía này có một em boss nữa bạn ơi. Đây là em Pharos Legendary luôn. Lần này thì cho Raiden ra trận trước nữa bạn ơi. Ôi ơi, chúng ta sẽ xài chiêu Recipe Play nha các bạn. Nửa cây máu liền. Quá xinh xò luôn. Rồi đánh mình không có si nữa. Con này gãi ngứa tôi hả? Gãi ngứa nè. Cho mình một cái em Pharos Shine cũng như là một viên Millennium Z. Đá Z của con Mew. Không hiểu tại sao đánh em Pharos mà cho ra đá Z của Mew luôn các bạn ơi. Ui các bạn ơi, mình câu được một em Magic Cup dạng đặc biệt nè. Ui và cái con Azir nó cũng đã xuất hiện luôn rồi hả? Xỉn vãi. Bây giờ thì mình sẽ xài Whip Ball đi. Trời ơi ngon lành ngành đào liền. Không biết có cái em này mình đã có chưa nữa. Ui cực kỳ xịn xò luôn. Đâu rồi đâu rồi. Em này thì mình mình chưa có là cái chắc luôn rồi. Đó đây là Magic Cup đầu đen. À nhầm, không phải đâu. Con đó là Haxorus mà. Đây Magic Cup. Ui siêu bự các bạn ơi. Đầu đen các bạn ơi. Mình xám đầu đen. Rất là ngon lành luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi bắt cái em Azir đi. Đây là một trong ba em bộ ba thần hồ đó. Ui đây chính là Azir. Xịn so thiệt sự luôn. Ồ ngon lành nha. Ở đâu rồi? À nó trốn vô đây để bạn ơi. Em này mới cấp 50 thôi. Ui và nó siêu tí hon luôn. Ui và đây là Azir gì đây? Azir Shadow hả? Ôi Azir Shadow các bạn ơi. Nhìn nó nè. Chút xíu siêu à. Phone sweep đâu phát nha. Phải có máu đó thôi. siêu tí hon luôn à. Cái em này á thì đại diện cho ý chí đó các bạn ơi. Nhìn nó ngầu chưa kìa. Nhưng mà hơi nhỏ nha. Ý chí gì mà nhỏ xíu vậy. Nhỏ nhưng mà có vỏ bạn ơi. Đánh đau với chữ luôn á. Rồi đủ rồi đủ rồi. Đánh tôi như vậy là đủ rồi. Giờ mình sẽ xài Whitbon đi. Hy vọng là vô. Không biết bấm vào Whitbon cái em huyền thoại nào vô không ta. Không không được rồi bạn ơi. Chúng ta sẽ xài qua Dive Ball đi. Dùng để bắt các Pokemon đang ngập ở trong nước nha. Ồ. Nhìn cái em này dưới nước nó cũng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Nhưng mà bắt không được nè. Tại ra nó đập luôn cái con Haxorus của mình rồi. Bắt mày tiếp bằng Dive Ball nè. Mình còn 13 quả luôn mà. Bắt thoải mái bạn ơi. Bắt đâu đó tầm 10 quả thì không được thì mình dùng Summer Ball.
À mình còn một quả Master Ball nữa, nhưng mà mình sẽ xài cho cái việc chính đáng đi, chứ không mấy bạn chửi mình chết. Em này là một trong bộ ba ao hồ mà, đâu phải muốn vô là nó vô đâu. Ờ, quăng nó có mười mấy quả sao nó vô, ít nhất cũng phải 20 quả. Trời ơi, nói vậy chứ không biết nó có vô nha các bạn ơi. Nãy giờ mình quăng hết 9 quả rồi đó, đây là quả thứ 10 nè. Trời ơi, mình lại không có đủ diamond đem theo rồi. À, nó không được các bạn ơi, nó đúng khó vô luôn đó. Mình sẽ cố gắng khuất phục nó bằng ý chí với các bạn ơi. Chưa được, trời ơi, nó làm mình mừng hụt nãy giờ à. Để hồi nó lại đi, cho nó đầy. Có khi mình bắt nó sẽ dễ hơn nữa. Hay là nó không ưa cái con Latias này ta. Ý chí chứ đâu phải là ưa hay không ưa đâu ha các bạn ha. Dùng ý chí là chinh phục được rồi đó. Nãy giờ khá là nhiều bon rồi nhưng mà nó vẫn không vô là không vô. Trời nó tối luôn rồi kìa. Và yeah, cuối cùng thì mình cũng đã khuất phục nó bằng ý chí của Turbo Ball rồi nha các bạn ơi. Và hôm nay chúng ta đã có được thêm 6 loại Magic Card nữa. Hiện tại mình đã có được 15 loại rồi nha. Và chúng ta sẽ lấy em Azil này ra coi thử các bạn ơi. Đây Azil của chúng ta. Ồ, siêu tí hon luôn. Đây là Azil Shadow nha các bạn. Wow, mắt đỏ kìa các bạn ơi. Những cái viên ngọc ở trên những cái đuôi của nó cũng màu đỏ luôn. Ồ, đây là một trong 3 em Pokemon của bộ ba ao hồ. Em này thì nắm giữ sức mạnh của ý chí nha các bạn ơi. Để mình coi kích thước của nó coi. Kích thước búp mi. Ta nói nó nhỏ gì đâu á các bạn ơi. Hèn gì. Trời ơi, siêu tí hon luôn. Nhưng mà có nó trong đội hình á, quả là tuyệt vời đó. Giờ mình sẽ cho nó cái vi xe này nha. Mình chỉ cần có thêm 2 em nữa thôi là mình có thể triệu hồi được một trong 3 em của bộ ba sáng tạo rồi đó. Xịn sò chưa. Ôi đây rồi bạn ơi. Một em gấu. Và em này là bê tích cấp 50 luôn. Ui bia tích. Ồ gấu đó bạn ơi. Gấu băng luôn nè, gấu bắc cực nè. Nó nó hơi lông lá các bạn à. Để mình phone sweep nó đi. Cho nó còn một máu rồi mình sẽ bắt nó luôn nha. Em này chắc chúng ta có thể bắt nó luôn bằng Heavy Ball đó bạn ơi. Tại vì hình như mình thấy cái thước nó cũng gọi là thuộc hàng khổng lồ đó. Ui đi đánh hết Hasselhoff của mình hẹo luôn rồi. Ôi, chắc bắt nó luôn nè. Đầu tiên là Whipball trước. Ui em này nhìn vậy chứ mạnh vậy chủ luôn bạn ơi. Cấp 50 lận mà. Rồi Whipball không thành công rồi. Chắc mình sẽ chuyển qua cái quả khác đi. Heavy Ball. Ui mình có đem theo 10 quả hả. Chết rồi, sau này phải về nhà chế tạo thêm Ball mới được. Hôm giờ hơi bị lười đó bạn ơi. Phải có làm thì mới có ăn chứ. Không là chết đó. Đây Heavy Ball nữa nè, mình còn 9 quả nữa. Hy vọng là nó sẽ thành công sớm. Ơi, nó rớt xuống dưới luôn rồi. Em nó đâu rồi? Đây bạn ơi, chúng ta sẽ quăng qua Tamabon nha. Và yes, ui, mình nói vậy là nó sợ bạn ơi. Nó vô luôn à. Mình chỉ còn 11 em Pokemon hệ băng nữa thôi là hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đó. Ồ, để mình coi cái em gấu mình vừa bắt coi. Đây, bè tích đó bạn ơi. Qua em này thì mình không có thể cởi được. Và như cái thước nó hơi bị bự đó. Cái thước huge, trời ơi, đã thiệt sự luôn, to kinh khủng tởm luôn. Và nó có lông ở sau mông nè. Và lông ở một vài chỗ khác nữa. Rồi, chắc chúng ta sẽ cắt em này vô trong đây đi ha. Đây. À, chỗ này có một em Fluffy nè. Để mình coi em này chừng nào tiến hóa ta. Ủa, em này cấp 30 tiến hóa bạn ơi, chắc mình sẽ bắt em này luôn nha. Khá là ngon lành luôn. Phone sweep nó một cái đi, cho nó còn một máu trước đã. Tại vì á, hồi nãy mình đánh bại cái con cấp 3 của này, đó chính là Ampharos. Và mình đã được một viên đá Mega đó. Sẵn mình sẽ tiến hóa em này luôn. Ui, xịn xo thiệt sự. Ôi, bắt không được. Bắt khó vậy. Bắt khó thì dùng Ultra Ball thử đi. Này, cho mày Ball xịn luôn nè. Lần này mày không giàu nữa. Trời ơi, nói Ball xịt một phát là nó chịu vô ngay các bạn ơi. Mấy cái con này. Rồi mình sẽ thế cái con Fluffy ra nha các bạn ơi. Em sẽ cất MNT vô nha. Ây, Fluffy của tôi, thế ra liền. Đó, cho nó tiến hóa các bạn ơi. Chúng ta chỉ còn một em bối Ball hay băng cuối cùng thôi. Ui, đây, ở đây chúng mình có được một con Sunryu cùng Alola nè. Nhưng mà nó hệ đất các bạn ơi. Rồi để mình bắt con Cupchu này đi. Rồi, làm cho xong nhiệm vụ của tôi coi.
Rồi, Whitburn. Ui sao nãy giờ sắp hết Whitburn luôn. Kinh khủng thiệt sự. Ui không thành công rồi bạn ơi. À chứ mình phải chuyển một bộ khác đi. Ultra Ball đi ha. Mình đang có khá là nhiều Ultra Ball luôn nè. 67 quả luôn. Và lần này thì nó vô á, dễ dàng liền các bạn à. Đó, chúng ta đã xong được nhiệm vụ này rồi nha. Giờ mình sẽ tiến hóa luôn cái em Fluffy này nha các bạn ơi. Đó, nãy giờ thì mình đã có luyện cấp cho nó rồi nè. Không phải hồi nãy mình đã có đánh boss và nó cho mình viên kẹo sai S đó các bạn ơi. Không biết cho nó đủ lên cấp không nữa. Rồi, cho mình lên cấp nè. Ui, Fluffy của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Đây rồi, đây rồi. Và nó sẽ lên luôn em Pharos như thế nào đấy các bạn ơi. Wow, và đây là Ampharos nè. Rất là đã luôn, nó học được Thunderbunch. Mình có thể thay cái chiêu Ground đi ha. Ôi, mình không thể cỡ được em này. Ui, nhưng mà nó mập thiệt sự luôn. Là Ampharos ú hả? Bụng nó nè. Ừ, với trưởng hả? Mình cũng có đeo đá Mega cho nó sẵn luôn rồi các bạn ơi. Để bây giờ mình tiến hóa cho bạn coi nha. Ui, và em đang bắt đầu tiến hóa rồi bạn ơi. Wow, nhìn nè, đẹp vãi cái chưởng à. Nhưng mà tiếc một cái là không có cởi được bạn ơi. Bây giờ ở đuôi nó đã thành ba cái bóng đèn rồi bạn ơi. Nó không còn là một cái bóng đèn như trước nữa. Ui, ba cái hay là bốn cái vậy? Đứng lại, tôi nhìn cái coi. Ôi, tổng cộng là bốn cái bạn ơi, bốn cái bóng đèn rồi nè. Đã với chưởng ở trên đầu nó còn thêm một cái nữa. Wow, em này để tóc như vậy nhìn rất là đẹp luôn nha bạn ơi. Quá là ngầu lòi luôn. Tập hôm nay thì rất là may mắn luôn. Mình đã bắt được em Azure Shadow rồi. Đó là một trong bộ ba ao hồ với sức mạnh của ý chí đó bạn ơi. Và ngoài ra thì mình cũng đã làm xong nhiệm vụ của mấy ông dân làng rồi. Chắc tập sau mình sẽ đi về mình trả nhiệm vụ nha. Còn đây chính là Mega Ampharos của mình nữa bạn ơi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.